Hy hữu vận động viên nhảy sào Olympic thất bại đau đớn chỉ vì chỗ hiểm vướng vào xà. Olympic Rio có lẽ là một kỷ niệm đáng quên nhất trong sự nghiệp thi đấu thể thao của vận động viên nhảy sào người Nhật Bản Hiroki Ogita. Trong bài thi bộ môn nhảy sào diễn ra vào ngày 13 tháng 8 vừa qua, vận động viên Nhật Bản Hiroki Ogita đã có màn trình diễn khá tệ hại khi chỉ đứng thứ 21 vòng loại, qua đó không thể góp mặt tại vòng chung kết. Tưởng chừng Ogita có thể rời Olympic Rio một cách âm thầm như hàng trăm vận động viên khác. Thế nhưng có một sự cố cười ra nước mắt của nam vận động viên 28 tuổi trong bài thi nhảy sào đã khiến cư dân mạng chưa thể buông tha anh. Theo một đoạn clip đang lan truyền rộng rãi trên các trang mạng xã hội, trong lúc đang chơi với để cố vượt qua mức sào 5,3m, cậu nhỏ của Ogita đã bất ngờ đụng vào cây sào. Lực va đập khá mạnh khiến vận động viên xui xẻo tỏ ra khá đau đớn. Mặc dù vậy, sau khi tiếp đất, Ogita vẫn có thể đứng dậy và đi lại bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cư dân mạng chỉ có thể phát hiện ra sự cố bi hài này với Ogita khi xem lại màn trình diễn của anh nhiều ngày sau đó. Trên trang mạng xã hội Reddit, nơi đoạn clip của Ogita được phát hiện đầu tiên, phần lớn các thành viên đều bày tỏ sự thông cảm với Ogita. Theo quan sát của thành viên có tên là Red1030, vận động viên người Nhật đã phải dùng tay đẩy cây sào ra vì quá đau đớn sau cú va chạm khá mạnh vào đúng điểm nhạy cảm nhất trên cơ thể. Trong khi đó, thành viên Brad lại cho rằng không có gì để đáng cười với sự cố này, bởi vận động viên chắc hẳn phải cảm thấy rất đau đớn sau khi hoàn thành bài thi của mình.